gom đồ vậy. Nay sân banh mình đã giờ ra ngoài này anh em, hoàn thành sân banh này anh em, chơi đồ đúng thức tắc đầy đủ anh em, ở ngoài đường chùa anh em, đường chùa Lục Linh Tự đi lên ngoài sân banh cũ. Anh em chịu có thể dục thể thao gì đó mình ra tổ chức làm vài set chơi nha anh em. Gần ngay sân banh cũ luôn nha anh em. Sân mới làm. Anh em nào thích bóng chuyền gì đó thì anh em mình có thể vô kênh là Lang Thang Sám Bạ, Lang Thang Miền Tây 3.67. Đăng ký kênh giùm mình nha anh em. Sân banh giờ làm xong rồi, sân bãi thì im đó anh em ơi, bao luôn. Ở đánh luôn anh em ơi. Còn anh em là muốn có chỗ nằm thì chỗ nằm cũng rộng rãi luôn, thích nằm đâu nằm đó, nằm im re luôn. Kênh của mình là Lang Thang Miền Tây 3.67. Mong anh em đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chiều nay có những cái trận đánh nào đẹp đó, mình quay lại phát lên YouTube anh em cùng xem với mình nha. Cho xin một lượt like, một lượt đăng ký. Mời anh em ghé thăm nha. Sân bao trống luôn anh em ơi. Để mình quét cái đường đi vô nha. Có gì chiều anh em không biết đường thì chạy ra mình chơi. Vô hơi vô luôn nha. Ở đây thì đất rẻ lắm anh em ơi, có ai muốn mua đất ruộng gãy vườn gì đó liên hệ mình chỉ cho, chỉ mua giùm luôn miễn phí luôn anh em ơi. Vậy thôi nha, tạm biệt em, bye bye.